những người làm giàu cho bản thân và đất nước. Bao nhọc nhằn cam go phía trước, doanh nhân không ngán lòng chung bước. Doanh nhân là chiến sĩ của ngày nay, chiến sĩ kinh doanh, chiến sĩ thời bình. Người chiến sĩ luôn mang trong mình cái nhìn chuẩn mực về tâm lý. Dám nghĩ, dám làm và chấp nhận những thử thách. Doanh nhân không khoanh tay, buồn than thất vọng, vươn trên tất cả nhọc nhằn, dù thất bại hay thành công. Bản lĩnh doanh nhân, can đảm sáng tạo kiên cường, trên mọi nẻo đường chông gai không chùn bước. Bản lĩnh doanh nhân đã làm nên trang sử, thắp sáng cuộc đời, thắp sáng niềm tin. Mỗi doanh nhân là một đóa hoa tươi trong vườn hoa muôn màu đất Việt. Nào cùng nhau tiến bước, không hổ danh con trong rừng tiên. Đường trí tuệ dẫn lên phía trước, bản lĩnh quanh mình, bản lĩnh doanh nhân. Làm giàu cho bản thân và đất nước. Bao nhọc nhằn cam go phía trước, doanh nhân không ngán lòng chung bước. Doanh nhân là chiến sĩ của ngày nay, chiến sĩ kinh doanh, chiến sĩ thời bình. Người chiến sĩ luôn mang trong mình cái nhìn chuẩn mực về tâm lý. Dám nghĩ, dám làm và chấp nhận những thử thách. Doanh nhân không khoanh tay, buồn than thất vọng, vươn trên tất cả nhọc nhằn, dù thất bại hay thành công. Bản lĩnh doanh nhân, cảm đáng sáng tạo kiên cường, trên mọi nơi đường chông gai không chùn bước. Bản lĩnh doanh nhân đã làm nên trang sử, thắp sáng cuộc đời, thắp sáng niềm tin. Mỗi doanh nhân là một đóa hoa tươi trong vườn hoa muôn màu đất Việt. Nào cùng nhau tiến bước, không hổ danh con cháu dòng tiên. Đường trí tuệ dẫn lên phía trước, bản lĩnh quanh mình, bản lĩnh doanh nhân. Bản lĩnh doanh nhân, can đảm sáng tạo kiên cường, trên mọi nẻo đường chông gai không chùn bước. Bản lĩnh doanh nhân đã làm nên trang sử, thắp sáng cuộc đời, thắp sáng niềm tin. Mỗi doanh nhân là một đóa hoa tươi trong vườn hoa muôn màu đất Việt. Nào cùng nhau tiến bước, không hổ danh con cháu dòng tiên. Đường trí tuệ dẫn lên phía trước, bản lĩnh quanh mình, bản lĩnh doanh nhân.